Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình AirDrop nhận 20 triệu token Blimon nha các bạn. Đây là một cái gác thôi các bạn. Thì các bạn cứ làm đi các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình mở link form ngay nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group nè. Ba kênh Telegram của nó các bạn. Trên kênh Telegram nó thiệt bạn bấm join vào nha các bạn. Mình bỏ ba con nữa các bạn. Sau khi bạn join sẽ xong thì các bạn quên up lại link form, bạn join tiếp kênh channel nữa các bạn. Kênh thứ hai nữa. Tiếp tục bạn join xong tất cả các bạn chào hỏi nó thì các bạn tiếp tục tới Twitter các bạn like và retweet nha các bạn. Bạn tăng 5 người bạn mình vào nha các bạn. Trên Twitter thì bấm theo dõi nè, xuống đây thì các bạn like nha các bạn. Các bạn trích dẫn với bài viết đã ghim nha các bạn. Các bạn tăng 5 người bạn của mình vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm tweet nè. Sau khi tweet xong thì các bạn bắt upload cái link form nè các bạn. Rồi xong đầu tiên thì các bạn điền lời username Telegram của tất cả các bạn. Thì các bạn mở Telegram của tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba bên cùng nè, nhấp vào setting nè. Thì các bạn sẽ thấy được username của mình nè các bạn. Username của mình là @anh1133 nha các bạn. Thì các bạn điền vào đây nè các bạn. Anh11. Đây là cũng là cái mã giới thiệu của mình luôn các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền username tại Twitter và link tại Twitter. Thì mình mở tại Twitter mình ra nè các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn nhấp vào ba cho bên cùng thì các bạn sẽ thấy được username mình nằm dưới đây nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một hồ sơ luôn các bạn. Rồi các bạn chia sẻ lại cái bài AirDrop nữa các bạn. Bài các bạn đã tweet đó. Rồi tất cả các bạn sao chép liên kết nè. Sau khi sao chép liên kết xong thì các bạn bắt up lại cái link form các bạn. Bạn dán cái link tweet chỗ đây nè. Rồi trong trên đây thì các bạn điền là username tại Twitter của mình nha các bạn. Nó cộng win vn nè, 9 nè các bạn. Tiếp tục cái mã giới thiệu này thì các bạn điền giúp mình là @anh1133 là cái mã ghép Telegram của mình nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ BNB Smart Chain các bạn. Thì các bạn có thể dùng mã giới thiệu của bạn bè của tất cả các bạn cũng được các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ di chúc của lát của mình ra nè các bạn lướt xuống nè các bạn tìm địa chỉ BNB Smart Chain nè các bạn nhấp vào các bạn sao chép địa chỉ BNB Smart Chain của mình là các bạn có thể dùng địa chỉ trên ví Safibank các bạn rồi bạn bắt dán vào đây nè các bạn dán vào đây nè các bạn rồi tất cả bấm gỡ đã xong nha các bạn. Ok như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp nhận 20 triệu token có Blimon đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những clip tiếp theo từ mình nha.